Dạ, đây là một chút tấm lòng của em, được trích từ tiền quỹ đen của em, nó cất giấu từ lâu. Dạ, xin gửi một chút tấm lòng tới ba gia đình. Xin chúc cho gia đình của mình sẽ luôn gặp nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ, con gửi lại. Dạ, đây. Dạ. Rồi, hôm nay gia đình mình nhận được 15 triệu đồng với những món quà từ Vân Khánh và anh Tài, chị thấy thế nào? Hôm nay là ngày mà gia đình của em tôi được chương trình đây như là giúp đỡ. Trước tiên tôi thay mặt em tôi như là hai cháu đây cảm ơn các chương trình đã giúp đỡ tạo điều kiện cho em tôi được có được cái món quà này rất là ý nghĩa đối với nó. Như là cũng xin là thay mặt gia đình của em là chúc cho chương trình gặp nhiều may mắn và cảm ơn là Khánh như là rồi tài, rất cảm ơn chị. Mãi ông ra đi. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, không khí có vẻ hơi lạnh chút xíu, mưa có thể nặng hạt chút xíu, nhưng chúng tôi cảm giác là ấm lòng và hy vọng là ngày nay tất cả mọi người cũng cảm giác là ấm áp với sự chia sẻ của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Đầu tiên xin mời Vân Khánh, chúng ta gửi tặng gia đình của em Trung đi. Khánh xin chúc mừng gia đình nha. Rồi, chúc mừng con. Hôm nay thì cũng Vân Khánh và anh Tài cũng rất là vui vì là các nghệ sĩ được tham gia chương trình, một cái chương trình rất là ý nghĩa như thế này. Cũng thay mặt cho các anh em cũng có một chút tấm lòng xin gửi cho các cháu, cho là cả ba gia đình, chúc các gia đình chúng ta luôn dồi dào sức khỏe và ngày càng làm ăn khấm khá hơn ạ. Xin chúc mừng ạ. Rồi, đó là món quà của chị Vân Khánh tặng cho Tân, cho Huy và cho Trung. Cảm ơn Vân Khánh rất nhiều. Xin mời anh Tài. Đây là phần quà của chương trình gửi tặng cho gia đình. Dạ, đây là một chút tấm lòng của em, được trích từ tiền quỹ đen của em, nó cất giấu từ lâu. Dạ, xin gửi một chút tấm lòng tới ba gia đình. Xin chúc cho gia đình của mình sẽ luôn gặp nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ, con gửi lại. Dạ, đây. Dạ. Rồi, hôm nay gia đình mình nhận được 15 triệu đồng với những món quà từ Vân Khánh và anh Tài, chị thấy thế nào? Hôm nay là ngày mà gia đình của em tôi được chương trình đây như là giúp đỡ. Trước tiên tôi thay mặt em tôi như là hai cháu đây cảm ơn các chương trình đã giúp đỡ tạo điều kiện cho em tôi được có được cái món quà này rất là ý nghĩa đối với nó. Như là cũng xin là thay mặt gia đình của em là chúc cho chương trình gặp nhiều may mắn và cảm ơn là Khánh như là rồi tài, rất cảm ơn chị. Rồi xin mời bà mẹ của Nhật Tân nè. Thì tôi cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn hai cháu nghệ sĩ, cảm ơn cái chú Hoàng Linh giúp đỡ cho cháu Nhật Tân để có ít khoản để đi học. Chị cũng cảm ơn. Rồi chúc mừng cho chị nha. Và cuối cùng chúng tôi xin mời ông Nguyễn Thái Lâm, giám đốc Hoa Sen Home khu vực miền Trung, sẽ trao tặng số tiền 65 triệu đồng cho gia đình em Huy. Xin chào tất cả bà con đại điện bàn Quảng Nam. Thì hôm nay tập đoàn Hoa Sen có một cái ekip để quay game show tại đây. Mặc dù trời mưa rất nặng hạt nhưng bà con vẫn có mặt đầy đủ để tham gia cũng như là đến cuối của chương trình. Thay mặt tập đoàn cảm ơn bà con. Thứ hai cũng xin trao phần quà 65 triệu này cho gia đình đặc biệt nhất. Thì cảm ơn cũng như là chúc tất cả ba gia đình chúng ta vượt qua khó khăn cũng như là toàn bộ bà con điện bàn, điện quan của chúng ta ngày hôm nay có một cuộc sống tốt hơn về sau. Thì tất cả ông chấm chương trình. Hôm nay gia đình mình được 65 triệu đó. Dạ, nên tôi cũng cảm ơn anh giám đốc Hoa Sen và chương trình và tất cả những nghệ sĩ và tất cả con bà con từ ngoài nước trắng nước giúp đỡ cho bà cháu tôi có được món quà lớn, rất lớn. Từ mua cho chưa bây giờ tôi có một món quà sửa cái nhà cho mấy đứa hả. Có bao giờ bà nghĩ mình sẽ có 65 triệu đồng này không? Không có, không bao giờ nghĩ tới, vốn nghĩ đâu. Hôm nay cảm xúc của bà khi nhận 65 triệu bà thấy sao? Dạ rất mừng, mừng là cho hơi đứa cháu. Với lại cái đứa bệnh làm nhà cho nó đi chữa bệnh để tội. Dạ. Vì hắn không có tiền mà đi chữa bệnh cho nên làm. Cho nên trừ gì là cũng dành dụm lửa cho chữa bệnh. Còn cắt là để rồi kiếm thêm sửa cái nhà. Chừng nói thôi.
hy vọng chừng đó mà bữa nay trở thành sự thật là rất mừng. Rồi cũng ơn tất cả là nhờ xã, nhờ thôn, nhờ bà con làng xóm họ quan tâm mới được ngày hôm nay. Vì tôi rất cảm ơn là làng xóm của tôi, chính quyền và các xã, huyện là quan tâm. Dạ, chúc bà khỏe nha, để lo cho mấy đứa nhỏ bà ha. Chúc bà luôn luôn gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Lần nữa thì thay mặt chương trình, thay mặt cho những người đang gặp khó khăn, cảm ơn sự có mặt của Vân Khánh, cảm ơn sự có mặt của anh Tài. Các bạn đã cố gắng hết sức mình và những nụ cười, những giọt mồ hôi, những cái niềm vui các bạn, tất cả mọi người sẽ nhớ mãi. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn thành công trong cuộc sống nha. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình.